Ok, chào các bạn, mình là Đạt Nguyễn. Thì ở video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để nhận được Cupcake Pro miễn phí và thời hạn sử dụng tối đa lên đến 70 ngày. Thì đầu tiên thì các bạn vào trang chủ của Cupcake, mình tải phần mềm Cupcake PC về, hoặc là các bạn có thể lấy cái link đó trong phần mô tả video. Mình sẽ vào được trang chủ như thế này. Các bạn nhớ copy cái ID này lại. Cái ID này là cái mã giới thiệu của mình. Mình thấy là có nhiều bạn không biết nhập cái mã mời này như thế nào, thì các bạn xem cái video này, mình sẽ tải về và mình cài đặt, mình hướng dẫn các bạn nhập cái mã mời này. Sẽ kích vào đây để tải phần mềm về, hoặc là các bạn truy cập vào cái link này nó cũng tự tải về rồi. Rồi sau đó mình sẽ cài đặt bình thường. Mình nhấn vào thì Cupcake nó tự cài đặt thôi. Nói chung là việc cài đặt này thì nó cũng không có gì là phức tạp. Sau khi mà nó load lên 100% thì nó hiện lên, nó kêu mình cài đặt ngôn ngữ cho phần mềm thôi. Thì các bạn có thể chọn tiếng Anh hoặc là tiếng Việt đều được. Ở đây mình chọn tiếng Việt luôn cho nó dễ sử dụng. Rồi nhấn Save. Sau đó thì phần mềm nó sẽ tự động kiểm tra cái cấu hình máy tính của mình, xem có phù hợp để cài đặt hay không đó. Rồi ok, thì nó báo là máy tính của mình có thể chạy mượt Cupcake nè. Mình nhấn xác nhận. Rồi thì những cái này mình tắt bỏ đi ha, những cái đề xuất của nó. Rồi thì ở bước này thì mình sẽ tiến hành đăng nhập vào phần mềm Cupcake bình thường đó. Mình sẽ nhấn vào đăng nhập. Thì ở đây thì các bạn có thể sử dụng tài khoản TikTok của mình để đăng nhập vào trực tiếp luôn. Hoặc là mình sử dụng tài khoản Gmail hoặc là Facebook. Ở đây mình sẽ sử dụng tài khoản Gmail. Đó, mình sẽ đăng nhập bằng tài khoản Google. Đó, chọn cái tài khoản Google của mình. Rồi, cho Cupcake nó mở lên. Đấy. Sau khi mà mình đăng nhập thành công thì nó sẽ hiện một cái ô nhập mã mời như thế này. Mình sẽ nhập cái mã mời vào. Đây, các bạn có thể truy cập lại cái link ở trong mô tả của mình để lấy cái mã mời này, nhấn copy nè. Dán cái mã mời vào. Nhấn vào tải Cupcake Pro. Đấy. Thì như các bạn thấy là hiện tại là sau khi đăng nhập xong và nhập mã mời thì cái tài khoản của mình nó tự được nâng cấp lên cái gói Pro luôn. Và thời hạn sử dụng là 7 ngày. Nếu bạn có thể kích vào đây để kiểm tra nè. Còn trường hợp nếu như các bạn tải Cupcake về, mình đăng nhập xong nhưng mà nó không hiện ra cái ô để nhập code á, thì các bạn chú ý ở đây, cái tên tài khoản của mình nè, thì kế mục này nè, nó sẽ có một cái hình hộp quà. Các bạn kích vào cái hình đó thì nó sẽ ra cái ô để cho mình nhập cái mã giới thiệu vào. Nhiều khi là do cái cấu hình máy của mình nó hơi yếu á, thì sau khi mà nó load xong á, thì cái ô nhập mã nó sẽ không có hiện lên. Thì mình sẽ chủ động kích vào cái hình cái hộp quà nó nằm ở cái góc này nè. Các bạn chú ý ở cái góc này thì nó sẽ có hình cái hộp quà mình kích vào. Sau khi mà các bạn nhập mã vào, các bạn có 7 ngày thì mình muốn tăng cái thời hạn sử dụng đó, thì các bạn có thể lấy cái link giới thiệu ở đây. Thì đối với một lượt giới thiệu thành công thì các bạn sẽ có thêm 7 ngày và tối đa mình sẽ có 70 ngày. Thì ở video này mình đã chia sẻ cho các bạn cách để nhận được Cupcake Pro miễn phí và thời hạn sử dụng tối đa lên đến 70 ngày. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.